Đây là cái cánh cổng đi xuống thế giới địa ngục của các bạn. Nhưng mà cái cánh cổng này của Thắng nó sẽ không đi xuống tới thế giới địa ngục đâu, mà nó sẽ đi tới một cái thế giới khác. Bây giờ Thắng cho tất cả các bạn xem đây. 1, 2, 3. Chú. Ui. Hôm nay Thắng sẽ sinh tồn trên một khối block. Hôm qua là sinh tồn trên cái khối block 7 màu rồi. Hôm nay chơi khó hơn. Hôm nay chơi sinh tồn trên một cái khối block đất luôn. Chắc là nó sẽ khó hơn gấp 1.000 lần luôn. Bởi vì là cái hộp lucky may mắn kia thì đập ra toàn đồ VIP thôi. Còn cái khối block đất này chắc là Thắng đập ra toàn khối đất thôi. Bây giờ nó sẽ đập luôn này. Kiểu gì là lần đầu tiên đập nó cũng ra đất luôn này. Nhìn này. Ui, biết ngay mà. Ui, ra ngay quả bí ngô này các bạn ơi. Có quả bí ngô rồi. Từ từ khối đất đập ở đây đã. Cái khối này là khối gì đấy? À, khối đất sét này, hay quá. Quả dưa hấu. Từ từ. Đất sét này. Ôi, có gỗ rồi. Có gỗ rồi nhưng mà đập vào đây không? Rồi, gỗ là sẽ là. Ui, trời. Tự nhiên lại đặt ra đây. Bây giờ là thằng. Ui. Trời. Có mỗi cái khối gỗ thôi thế mà nó rơi xuống đây luôn. Ông trời lẽ là lại trêu mình rồi. Đất. Đây, có gỗ, lần này cẩn thận nha. Không được để nó rơi xuống mới được. Ok, có gỗ rồi, bây giờ làm ra cái giường chế tạo đã. Ê, có ngay một cái ruông chế tạo rồi. Bây giờ là đang cần nước này. Có gỗ. Thằng chỉ cần nước thôi, nước đang trồng cây. Hay quá, đất này. Lại dưa hấu nữa. Lại đất sét này. Trời ơi, đúng là sinh tồn ngày hôm nay nó khó hơn mà nó không may mắn một chút nào, toàn ra mấy cái thứ vớ va vơ vẩn. Đây, bây giờ chế tạo ra cái rìu đập cho nó nhanh. Còn không có đủ gỗ để làm ra cái rìu nữa kìa. Mệt thiệt sự luôn. Đất này, lại đất sét này. Đây, gỗ bạch dương rồi, có gỗ bạch dương rồi. Có gỗ bạch dương xong nó lại hiện ra đất luôn. Mệt thiệt sự. Có ngay một chiếc rìu đập hộp cho nó nhanh. Ui, vẫn là đất luôn. Lại đất sét. Oh my god, có con lợn này. Trời ơi, có con lợn này, nhưng mà bây giờ làm thế nào bây giờ? Bây giờ thằng đào nó chắc nó rơi xuống mất thì à, bộ thằng sẽ làm thịt nó luôn nhỉ mấy bạn nhỉ? Trời ơi, chắc là thằng sẽ. Mà bây giờ làm thịt nó, oanh nó thì nó cũng rơi xuống đây. Thôi cứ để nó tự nhiên. À đây, có đất. Từ, thằng sẽ xây ra cho nó nha. Quên mất, bởi từ nãy giờ mình đào được toàn khối đất mà không biết xây rộng ra. Mày đi dẹp ra không, mày ngã xuống đây bây giờ. Ui, phí mất một khối dưới này kia rồi. Bây giờ là đã thành cái hòn đảo Sky rồi, chứ không phải là sinh tồn trên một block nữa. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, tiên đập được cái khối đá. Ủa mày quá. À, đập được cái khối đá lên nhưng mà chỉ trong 5 giây là nó sẽ biến mất thôi. Cứ tưởng là nó không biến mất. Nó mà không biến mất thì thằng cầm cái rìu gỗ với cái cuốc chim gỗ thì nó phá bao giờ là mình vỡ ra. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ chưa thấy một cái gì thì quý giá cả. Cái con lợn này mình dẹp ra. Đang đảo nhưng nó đứng ở đây. À đây, đây là đá này các bạn ơi. Đá. Từ từ. Ui, được mấy cái mầm cây mà không biết này. Trời ơi, thế được mầm cây từ bao giờ đây. Trống luôn. Từ từ. Lại ra một khối sắt nữa này. Nhưng mà là không có cái cuốc chim bằng đá thì đào làm sao được sắt. Vâng, mất luôn. Khối sỏi này. Lại khối sỏi nữa. Khối dưa hấu nữa. Từ lấy tới giờ ra toàn khối gì luôn. Vẫn chưa đủ nguyên liệu để làm cái cuốc chim bằng sắt này. Bây giờ là chỉ phải đào. Ui, lại sỏi này. Đá. Ui, than. Có than mấy bạn ơi. Sao không ra mấy con cừu để mình nằm rừng mình ngủ nhở. Bây giờ trời mưa rồi cũng chả có chỗ nào trú luôn. Ui, tự nhiên có sét sao mấy bạn ơi. Thấy chưa, đầy cây luôn. À, có cả hạt giống trồng lúa luôn này. Đây, trồng thưa thưa ra thì nó mới lên nha mấy bạn ơi. Ok luôn, đập tiếp. Ý, có con thỏ này bạn ơi. Ai, rồi bây giờ là thằng đang có 3 con rồi, chắc là thằng mình mở rộng thêm được không, bọn nó ngã xuống. Thức ăn chưa thấy mà đào toàn thấy động vật, bây giờ là phải nuôi động vật này. Về cho bò ăn rơm này, cho thỏ ăn cà rốt này, mà còn chưa có cà rốt cho thỏ ăn này. Lợn nó cũng ăn cà rốt luôn, nhưng mà chưa có cái gì. Oh my god, nhiều khối chúng ta có thằng có. Hình như khối băng đập ra thành nước được sao ấy. Đây nè. Khối băng này nè. Tờ, thằng đập khối băng này xem là có chảy ra nước không ta. Ui, có nước luôn. Trời ơi, thôi xong rồi, nghịch dại rồi mấy bạn ơi. Nghịch dại rồi. Ui. Oh my god. Nghịch dại rồi, bây giờ không có cái xô thì làm sao mà múc được nước. Chắc là thằng sẽ phải đảo xuống này cho nước chảy xuống. Ok. Trời ơi mấy bạn ơi, thôi xong thắng rồi, lần này là thắng nghịch dại thật sự rồi. Đào đây để cho nước nó chảy ra rồi này. Ui.
Oh my god, nước nó không chảy xuống luôn mà nó chảy lên trên này luôn này. Ôi ui, thế này chẳng may mà nhảy lên nước mà nó trôi thẳng một phát là thẳng biết rồi. Suýt nữa nó trôi một phát là thẳng xuống dưới mặt đất luôn. Thôi xong, bây giờ là chịu khó đào ra sắt thôi mấy bạn. Đào ra sắt để làm ra cái xô sắt thôi. Ôi rồi ôi mấy bạn ơi, cái con bò và cái con lợn của thắng nó trôi theo dòng nước nó xuống dưới này rồi. Thế là bây giờ chỉ còn mỗi một mình thắng ở trên cái hòn đảo một block này thôi. Lúc đấy thì đang đào ra cái con gà đi, mà chẳng may thắng đấm nó một phát thôi là nó trở thành thịt gà luôn này. À đúng rồi, có thịt gà để ăn rồi mà chả bị đói ta các bạn. Đào từ đấy là không bị đói luôn này, kiểu như là chúng ta không di chuyển nhiều là chúng ta sẽ không bị đói. Nhưng mà thắng cứ làm ra cái lò lụ ý. Sấm sét thì sợ thế, cứ làm ra cái lò lung đi. Bây giờ là cho con gà vào nướng này, có than nữa này. À ui trời sáng rồi mấy bạn ơi. Rồi bây giờ làm ra cái cuốc làm ruộng, trồng luôn cả lúa ở trên này nữa, mặc dù là chả biết bao giờ bọn nó sẽ lớn. Nhảy này, ui nghịch dại quá, lâu không chơi mà các sinh tồn đập khối băng cốt là ra nước lên này. Ui 1 2 3. Oh my god, nước còn tràn ra này. Thế là chỉ trồng được 5 ô lúa thôi. Bên này. Ui, trôi. Trời, suýt nữa nó bị trôi xuống luôn đây. Tự nhiên chính bản thân mình để tạo độ khó cho game. 1 hố, 2 hố. Thế là đủ, 1, 2. Bên này trồng luôn củ cả đốt này. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ ngăn đây. Ok, đó. Vậy là xong. Ngăn như này là xong. Trời ơi, xong rồi, bây giờ là thành sẽ làm thành cây giếng đất ở đây luôn nhá. Đấy, thế là xong, bây giờ là có một cái đường thẳng nó chảy xuống đây này. Oh my god, xịn chưa. Bây giờ thắng có thể đi xuống mặt đất này, thắng lấy nguyên liệu được kìa các bạn gỡ. Nhưng mà là ở đây chẳng có cái gì đâu, mặt đất cũng không có. Nói chung là cả cái thế giới Minecraft của thắng bây giờ chỉ bằng đúng một cái, ủa, đúng một cái khối block luôn. Nhưng mà cái nước nó chảy đi đâu đấy. Ui, trời, nó đi đâu mất tiêu đây. Đó, lên. Ok, vậy đã lên được rồi nha. Rồi, bây giờ là có thể thoải mái sinh tồn rồi mấy bạn ơi. Ui, đây rồi. Chào mừng thành viên mới nha. Bây giờ là ta sẽ làm luôn một cái chuồng lợn, không là bọn nó sẽ bị rơi hết xuống lại công cốc nghe. Hàng rào hàng nào đâu mất tiêu rồi. Từ từ, chế tạo thành gỗ đã. Ok, có hàng rào rồi mấy bạn đi. Cửa này. Lợn ơi. Mỗi tôi là thắng chưa có cà rốt để cho nó ăn. Ê, một cái chuồng nho nhỏ, nhốt con bò với con lợn. Vậy là đã xong rồi, chắc là thắng phải phá cái cây này đi. Trời ơi, trồng bao nhiêu hôm rồi, hôm nay lại phải phá đi này. Cái điều của mình đâu mất tiêu rồi. Chỗ này là sẽ là cái cửa này. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để cho con lợn kia nó vô đây này mấy bạn này. Bởi vì là thắng không có củ cà rốt thì bây giờ nó vô đây kiểu gì. Thôi bây giờ lựa nhá. Lúc nào nó đi vô đây là các bạn nhớ bảo thắng luôn để nó sẽ làm cái thắng đóng cửa luôn. Đây cái cửa đây. Đâu nhỉ? Không phải cái cửa đây. Cái cửa đây. Lúc nào nó vô là sẽ đóng cửa luôn. Còn bây giờ đợi nó thôi. Lừa thôi. À đây. Ôi trời ơi. Thắng cứ tưởng là nó đứng đây là nó sẽ vào cơ hóa nó chạy luôn. Hay là mình gây tiếng động xong nó chạy đi nhở? Đáng nghe nó đứng ở chỗ nào là xây chuồng luôn ở chỗ đấy. Đây. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đó, ủa quên mất các bạn ơi. Còn bên này này, quên không xây bên này nó lại rơi xuống ngay. Ôi ơi, thiếu mất tiêu rồi. Đây. Từ. Ui, con lợn thứ hai nha mấy bạn ơi. Con lợn thứ hai này. Nhưng mà từ từ bây giờ đã hết gỗ rồi. Thằng phải phá chỗ đây thằng nằm cho là cái chuồng thứ hai. Và thằng không có cà rốt để cho nó ăn. Nếu mà có cà rốt cho bọn nó ăn nào nó sẽ sinh ra cái con lợn thứ ba nữa. Xong rồi cứ dần dần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, chủ nhật. Nào, mày chạy đi đâu con lợn kia. Chạy đi đâu. Ok, vậy là xong rồi nha con lợn kia. Ui, thắng lại phải phớ cái bầm cây này rồi mấy bạn ơi. Cưa. Thôi. Từ. Ui. Thôi xong rồi, nó chạy mất ra ngoài kia rồi. Thiếu đúng cái cửa này nữa thôi. Đây, trời ơi, có cửa trong rương rồi mà không tìm thấy. Mày đứng im nha. Con lợn kia đứng im nha. Rìu của thắng còn sắp hỏng. Trời ơi, nó chạy ra ngoài mất tiêu rồi. Ê, đúng rồi. Ô đấy, đúng rồi. À, cà rốt này. Trời ơi, cà rốt với cả bát súp củ đen này. Ui, cà rốt nó ra khi nào mà thắng còn không cả nhìn thấy luôn nha. Từ từ. Đấy, có cả mía luôn kìa.
mía nhưng mà phải có cát cơ mới trồng được. Từ từ, mình phải trồng cà rốt đã, gây giống mấy con lợn lên á. Ý giời ơi, 5 củ cà rốt, 1, 2, 3, 4. Vâng, sau 48 giờ thì đây là cái thành quả của tháng. Có 2 cây gỗ bạch dương và 1 cây gỗ sồi. Và ruộng lúa của tháng này và ruộng cà rốt của tháng, trong 48 giờ tháng đào toàn được đất này, gỗ này, rồi đá này, rồi sỏi này. Còn cái gì nữa ông ta? Rồi cả đất sét nữa này, với cả dưa hấu này, rồi bí ngô này, mấy cái linh tinh thôi. Còn con bò thì chưa có, con cừu cũng chưa có. À, con bò thì được 1 con rồi. Con lợn với cả con gà đây. Đúng thôi, giờ là đang có 2 con lợn nha. Tờ tháng sẽ cho 2 con lợn này phối giống với nhau, xong bắt đầu là nó sẽ đẻ ra thêm 1 con lợn nữa. Còn đâu là chưa thấy con cừu mà là con bò để làm ra cái giường. Con cừu để làm ra cái giường hay là con nhện? Ô, mình chưa xây cửa cho nó à? Thôi để mình sẽ phá ra. Đâu nhở, bên nào đi cho dễ nhở? Đây đây, phá bên này ra. Đi em ơi, bên này. Đây, cà rốt đây. Ít xài, ít xài. Vậy là thằng đã có con lợn thứ 3 rồi. Vào đây. Đóng cửa lại. Ui. Trời. Trời ơi, may quá, suýt nữa là nó ra ngoài luôn. Ê, cho con này. Rồi, chuẩn bị thêm cái thành viên mới trên cái hòn đảo một block này. Đó, ui. Sao cái con lợn con này bây giờ cái đầu nó to nhỉ? Hay là cái phiên bản PC với cả phiên bản PE nó khác nhau nhỉ? Ai, vậy này nói chung là sinh tồn trên một block đất này nó hơi bị cùi. Nó toàn đất thôi, đất với cả gỗ với cả nói chung thế này cũng sống được rồi. Còn bây giờ là sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau.